thì chúng ta chỉ có một tâm duy nhất là hướng về Đức Phật mà thôi. Và nếu như trong thời gian khóa lễ, quý vị nào sử dụng điện thoại để quay phim, để chụp ảnh, tức là chúng ta không có nhiếp tâm vào buổi lễ nay, ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão, tại Đạo Tràng Hoàng Đức. Ngài đã cứu từ ngôi báo, danh vọng, tiền, thống khổ.
giới. Thank you.
dưới bầu không gian trầm mặc, trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật, dưới được sự lớp mật chứng minh của hiện tiền hòa hợp thanh trà. Lễ hội hoa đăng, kính lễ Đức Phật A Di Đà được tiếp diễn qua nghi thức truyền đăng. Trên tay mỗi hành giả là một ngọn nến nhận lấy ánh sáng tuệ truy tuệ giác, gửi tròn tấm lòng tri ân đối với đấng thiền thể A Di Đà, vì cha lành của bốn loài, đấng còn chi trong ba cõi. Việc làm này như một nghĩa cử nhằm nhắc nhở rằng ánh sáng của những ngọn nến kia tuy bé nhỏ nhưng cần phải được duy trì và hiện hữu thường xuyên, bởi điều đó như là biểu tượng của một nguồn quang minh vô hạn được khởi sinh và luôn luôn trực tiếp từ con thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nó được xem như ánh sáng vô lượng quang mà Đức Thế Tôn vẫn ngày đêm nhiếp hộ chúng sanh trong các tam thiên đại thiên thế giới. Hãy hứa nguyện tất thành, chúng ta sẽ kính dâng ánh sáng của những ngọn nến này lên Đức Từ Phụ. Giờ này chính là giây phút thiêng liêng nhất, chúng con cung thỉnh hòa thượng trụ trì đón nhận nguồn năng lượng ánh sáng từ bi trí tuệ từ Đức Từ Phụ A Di Đà. Sau đó chúng con kính thỉnh hòa thượng truyền trao ánh sáng đến chư tôn tịnh đức tăng ni. Giờ này chúng con nhận thấy hòa thượng trụ trì đã đón nhận ánh sáng trí tuệ từ đấng cha lành và đang truyền sang cho chư tôn tịnh đức như một biểu tượng của sự tiếp nối truyền đăng tục diệm. Từ ngọn nến trên tay, chư tôn đức đang truyền sang cho quý Phật tử, những người không tại gia của Đức Như Lai đang từng tự đón nhận ánh sáng của tệ truy soi chiếu vào thân tâm. Chúng con phải trầm luôn trong bóng tối ngủ dục thấp hèn.
đôi tay đã chẳng phải bùn nhơ, chân tâm đã vùi trong tục lì, tiếng nấc ngạt ngào khi nhận thấy mình luôn được che chở bao bọc nâng niu trong vòng tay đại từ đại bi của Đức Từ Bồ. Mặc dù từ lâu chúng con đã bỏ quên người đấng cha lành từ ái, để mãi quẩn quanh đồ vui trong niềm vui sanh tử, nhiều tháng năm dài mà chẳng chịu chuyển hóa. Nhưng trước cũng như sau, người bao giờ cũng vậy, vẫn đêm ngày mỏi mòn mong đợi và dõi mắt trông về từng bước chúng con đi, tìm đủ phương tiện khuyên bảo dẫn dắt chúng con kiếm lìa khổ được vui, bỏ tà quy chánh. Lại người đấng toàn tri toàn giác, lòng người quá đổi bao dung, tâm người thân thanh rộng lớn. Giữa một vùng đèn nến lung linh huyền diệu, ánh sáng đã tạo nên khoảng không gian rạng rỡ như ngọc ma ni lấp lánh. Ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết lan tỏa khắp muôn nơi, tận ngõ ngách tâm hồn của hàng vạn con người, xóa tan đi bao phiền lời khổ đau của kiếp nhân sinh, tạo nên một thế giới trang nghiêm tự như cõi Tây Phương tịnh độ. Thật là vi diệu, thật là nhiệm màu. Nguyện chư Phật từ bi minh chứng, chúng con nguyện tiếp bước Như Lai. Mọi bước chân xin nguyện vào tịnh độ, mọi cái nhìn sẽ thấy được pháp thân. Trong khung cảnh thiêng liêng và thanh tịnh, chúng con xin dâng lên Đức Đại Từ Tôn Ma Ni Đà ánh sáng tình thương và hiểu biết với lời cầu nguyện chí thành chí kính. Vào giờ này, chúng con kính thỉnh chư Tôn Đức, kính mời toàn thể đại chúng dâng ngọn nến lên cao, hướng về tôn dung Đức Phật, ban nghi lễ cử ba hồi chuông trống bát nhã trong giây phút màu nhiệm dâng đăng cầu nguyện. Hồng danh với tất cả chí thành xin tán danh hiệu
kính thỉnh hòa thượng chủ trì thực hiện nghi thức niệm Phật. Thank you.
kiện như thế đều hướng về Đức Phật A Di Đà, hoặc đã sinh, nay sinh hay đang sinh, trong từng niệm như thế đều quy hướng về nơi tịnh độ. Nếu muốn một đời xong việc thì hãy luôn tâm ở nơi đây, trong tất cả thời nghìn xe hợp lỗi, nơi bốn hoa nghi muôn việc lành và mê đà. Con nay sinh phát nguyện, con nay sinh phát nguyện, thường niệm danh hiệu Ngài, thường niệm danh hiệu Ngài, cho trí sáng tâm thai, cho trí sáng tâm thai, kính đại Phật Ni Đà, kính đại Phật Ni Đà, con nay sinh phát nguyện, con nay sinh phát nguyện, thường niệm danh hiệu Ngài, sống an vui tự tại, sống an vui tự tại, kính lại Phật Ni Đà, kính lại Phật Ni Đà, con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường niệm danh hiệu Ngài, thường niệm danh hiệu Ngài, không ác ý với ai, không ác ý với ai, kính lại Phật Ni Đà, con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường niệm danh hiệu Ngài, thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nói lời từ ái, luôn nói lời từ ái, kính đại Phật Ni Phật Ni Đà, con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường niệm danh hiệu Ngài, thường niệm danh hiệu Ngài, gây khổ cho ai, đại Phật Ni Đà, kính đại Phật Ni Đà. Tình đức kính thưa toàn thể quý Phật tử, lễ hội hoa đăng mừng kỷ niệm ngày viếng từ phụ A Di Đà đêm nay đã khép lại trong ân hưởng thánh pháp trang nghiêm thánh tình đạo việt ấy. Chúng con vô cùng xúc động trước sự hiện diện chứng minh của chư tôn tịnh đức, đồng thời chúng tôi cũng xin tán thán quý phật tử đã phát tâm từ thiện đóng góp cho đêm lễ để mang ánh sáng đến với mọi người và cả những hương hoa phẩm vật mà quý Phật tử đã tận tâm dâng cúng. Với tất cả những điều tốt đẹp đó, chúng con xin kính nguyện chư tôn tịnh đức tăng được vô lượng quan, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Kính chúc toàn thể quý Phật tử phước khỏe trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố, luôn chánh niệm và an vui trong vòng hào quang nhiếp thọ của đức từ phụ A Di Đà. Dẫu đã cố gắng rất nhiều để đêm hội hoa đăng kính lễ đức từ phụ A Di Đà năm nay được thành công viên mãn, nhưng không sao tránh khỏi những điều thuộc về thiếu sót. Vì thế kính mong trên chư tôn tịnh đức cùng toàn thể đạo tràng niệm tình hoan hỷ. Nam mô Hoa Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
hội phật tử mọi người cùng tay chúng ta cùng chúc mừng cụ là quý vị với phật tử mọi người tay cụ tọa cụ chúng ta sẽ tập trung ở trên hành lang bên hông nhà tổ ạ. Đèn hoa đăng cái nào mà nó tắt rồi thì quý vị gom lại chọc lại với nhau luôn.